Ngày nọ, người phụ trách bảo tàng Louvre Pháp tên là Jacques bất ngờ bị một tu sĩ Bạch Tạng truy sát. Ông nhanh trí kích hoạt hệ thống bảo vệ sau bức tranh để chiếc cổng sắt chặn đường hắn lại. Thế nhưng tên này có súng nên vẫn có thể ép người đàn ông khai ra vị trí của một vật gì đó. Sau khi biết thứ mình muốn nằm dưới đường hoa hồng trong nhà thờ Saint-Sulpice, hắn lạnh lùng nổ súng bắn vào Jacques rồi rời đi. Trước khi chết, ông già tội nghiệp đã cố gắng để lại rất nhiều manh mối trên chính cơ thể của mình để người khác giải mã và tìm ra hung thủ. Lý do mà ông không gọi cảnh sát là bởi vì chuyện này có liên quan đến sức mạnh của Chúa. Phía bên kia, giáo sư Robert, người chuyên nghiên cứu và giải mã các bí mật trên thế giới, đang có buổi trò chuyện cùng những người hâm mộ. Bất ngờ, viên thanh tra Michael xuất hiện cắt ngang buổi ký tặng. Ông ta cho nam chính biết cái chết của Jacques và nhờ anh giúp điều tra phá án. Rất nhanh, cả hai đã lái xe đến viện bảo tàng để gặp trung úy Bijou, người phụ trách vụ án này. Bọn họ cùng nhau giải mã những ký hiệu mà Jacques để lại hiện trường trước khi chết. Trung úy cho rằng chuyện này liên quan tới những người tôn thờ quỷ Sa Tăng, vì trên ngực nạn nhân vẽ một ngôi sao năm cánh. Nhưng Robert phủ nhận điều đó và nói rằng đây chỉ là biểu tượng của vệ nữ mà thôi. Sau đó, Bijou tiếp tục cho nam chính xem những con số lộn xộn và dòng chữ: "Ôi con quỷ tàn bạo, ôi vị thánh què quặt." Suy nghĩ một hồi, nam chính cũng không biết Jacques có ý gì khi để lại những thứ này. Đúng lúc đó, một cô gái thuộc đội giải mã tên Sophie xuất hiện, thông báo những chữ số kia chính là dãy mật mã Fibonacci đảo lộn, đồng thời đưa cho Robert chiếc điện thoại có lời nhắn của đại sứ quán Mỹ. Thực chất đây là đoạn ghi âm bí mật mà cô dùng để cảnh báo Robert sắp gặp nguy hiểm với tên trung úy Bijou. Họ bí mật hẹn gặp nhau trong phòng vệ sinh. Khi ấy, Sophie tiết lộ cô chính là cháu gái của Jacques và dòng chữ tại hiện trường ghi gửi cho Robert đã bị Bijou xóa mất. Chính vì vậy, ông ta coi nam chính là nghi phạm số 1 của vụ án. Một khi anh đã bị ông ta coi là nghi phạm thì sẽ bị tống giam đến khi nào nhận tội thì thôi. Đương nhiên, nam chính không thể chấp nhận ngồi yên chờ chết nên đã hợp tác cùng với Sophie. Cô nàng ném thiết bị định vị được cảnh sát bí mật giấu trên người Robert xuống một chiếc xe chở rác. Quả nhiên, chiêu này đã lừa được Bijou và đám cộng sự ngu ngốc của ông ta đuổi theo muốn tụt cả quần. Còn hai người thì ở lại hiện trường tiếp tục truy tìm manh mối. Trong khi đó, tại một nhà thờ ở Paris, Silas, tên hung thủ đã giết chết ông nội của Sophie, đang liên lạc với kẻ cầm đầu. Hóa ra bọn chúng thuộc giáo hội Opus Dei và đang tìm kiếm chén thánh, vật linh thiêng được coi là nắm giữ sức mạnh của Chúa. Sau khi báo cáo xong, Silas bắt đầu thực hiện nghi thức của giáo hội, nhân danh những kẻ phụng sự Chúa. Tên cuồng tín tự tra tấn bản thân bằng vòng khổ hạnh và roi da. Hắn tin rằng điều này sẽ chuộc tội cho những cái chết mà hắn gây ra. Khi còn nhỏ, tên khốn này từng là nạn nhân của bạo lực gia đình. Trong một lần bảo vệ mẹ, hắn đã vô tình dùng dao giết chết ông bố. Sau đó, Silas bị nhốt vào tù và được giám mục Oringarosa cứu giúp. Từ đó trở đi, hắn trở thành tay sai cho tên giám mục biến chất này. Trở lại hiện tại, Silas lên đường tới nhà thờ Saint-Sulpice để tìm chén thánh. Hắn hỏi Sơ Lucia về con đường hoa hồng rồi đuổi khéo bà ấy đi chỗ khác. Sau đó dùng một cây gậy đập phá nền đất bên dưới, nhưng thứ mà hắn tìm được chỉ là một tảng đá ghi Job 38:11. Silas tức giận đến hỏi Sơ Lucia ý nghĩa của tảng đá này là gì. Đây là một câu trong kinh thánh nói rằng ngươi sẽ chỉ đi được đến đây thôi. Hắn cay dài đến cấp độ 7 khi biết mình đã bị lừa nên thẳng tay dùng tảng đá giết chết Sơ Lucia. Phía bên kia, Robert và Sophie bắt đầu giải mã câu đố tại hiện trường. Sau khi sắp xếp các con chữ lại với nhau, nam chính nhận ra đây chính là tên của danh họa nổi tiếng Leonardo da Vinci. Thế là cả hai ngay lập tức chạy đến chỗ bức họa nàng Mona Lisa và tìm được gợi ý tiếp theo. Với tài năng của mình, Robert nhanh chóng tìm ra lời giải bằng cách tương tự. Khi vừa chạm vào bức họa thứ hai thì một chiếc thánh giá có khắc hình bông hoa bách hợp rơi xuống đất. Lúc này trung úy Bijou mới nhận ra mình bị biến thành con lừa. Thế là ông ta liền liên lạc với viên cảnh sát phụ trách hiện trường kiểm tra xung quanh bảo tàng. Nhưng khi anh ta chạy tới nơi thì chỉ còn lại đúng cái nịt. Bởi vì Sophie và Robert đã lên xe chim én từ rất lâu rồi, biểu tượng hoa bách hợp trên cây thánh giá khiến nam chính nhớ đến những người thuộc giáo hội bí ẩn Saint. Ngay cả Isaac Newton và Leonardo da Vinci cũng thuộc giáo hội này. Họ là những người bảo vệ sức mạnh của Chúa trên trái đất. Chưa kịp giải thích gì thêm thì cảnh sát đã xuất hiện đầy trước mắt. Không còn cách nào khác, Sophie đành phải thể hiện kỹ năng tổ lái mà cô học được khi đi du lịch ở Việt Nam. Sau một hồi đánh võng lạng lách đá vỉa các kiểu còn đà điểu, Sophie nhẹ nhàng biến đám cảnh sát trở thành những tay lái non tơ vừa bước ra khỏi trường. Thoát được sự truy đuổi, cả hai lái xe đến vườn hoa trung tâm thành phố để nghỉ ngơi. Tại đây, Robert kể cho Sophie biết cuộc chiến của các hiệp sĩ đền thánh với những kẻ ngoại đạo. Họ đánh nhau hàng ngàn năm với mục đích duy nhất, đó là tranh đoạt chiếc chén thánh đầy quyền năng. Khi ấy, Sophie nhận ra ký hiệu trên cây thánh giá chính là địa chỉ nơi cất kết bí mật của ông nội. Rất nhanh, cả hai bắt taxi đến một ngân hàng tư nhân. Tại đây, bọn họ được chào đón rất nồng nhiệt bởi người quản lý tên là Vernet. Ông ta giới thiệu cách thức hoạt động của ngân hàng cho cả hai nghe. Khách hàng sẽ thuê các két chứa bí mật với thời hạn ngắn nhất là 50 năm. Sau đó, họ sẽ được nhận một chiếc chìa khóa và một dãy mật khẩu gồm 10 con số. Chỉ cần nhập sai một lần là hệ thống sẽ tự động khóa vĩnh viễn, nên hãy cẩn thận.
Đoán dãy số mà ông nội để lại tại hiện trường chính là mật khẩu nên Sophie đã liều mình bấm thử. Quả nhiên suy luận của người đẹp rất chính xác. Nhưng khi hai người vừa lấy được hộp đồ thì quản lý ngân hàng bước vào thông báo cảnh sát đã ập tới. Hóa ra trước đó Trung úy Bijou phát lệnh truy nã Sophie và Robert nên người dân đã gọi điện chỉ điểm. Để đảm bảo an toàn cho khách hàng, Vernet đã bí mật dùng xe chuyên dụng qua mặt lực lượng chức năng và thành công đưa cả hai rời khỏi nơi này. Lúc này cô nàng mở chiếc két ra xem thì phát hiện bên trong là một hộp giải mã. Nó được làm theo nguyên mẫu thiết kế của Da Vinci. Chỉ cần cố gắng cạy nó ra thì axit trong chiếc hộp sẽ tự động kích hoạt để phá hủy hoàn toàn cuộn giấy ghi thông tin bên trong. Họ phải tìm một từ có 5 chữ cái để giải mã. Nếu muốn đoán mò thì họ phải thử nhiều nhất đến 18 triệu lần mới có thể cho ra kết quả đúng. Nhưng cả hai còn chưa nghĩ ra được từ nào hợp lý thì đột nhiên chiếc xe dừng lại giữa một cánh rừng hoang vu. Lúc này tên quản lý ngân hàng mới bắt đầu lộ bộ mặt thật, dùng súng xông vào đòi cướp hàng. Thế nhưng Robert đã nhanh trí dạy cho ông ta một bài học: không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn đầu bờ ăn cờ. Sau đó hai người nhảy luôn con xe phóng đi, bỏ tên quản lý ở lại bơ vơ. Không thể ở gần trung tâm thành phố nên Sophie đã tìm đến nhà người quen tên là Tibing để nhờ giúp đỡ. Ông ấy là một học giả chuyên nghiên cứu về chén thánh. Tại đây Robert và Tibing tranh cãi về cuộc chiến giữa các hiệp sĩ đền thánh và những người tu ngoại giáo. Người đẹp chẳng biết ai đúng ai sai nên ngay lập tức cắt ngang cuộc tranh luận không hồi kết này lại. Tibing cho cả hai biết chén thánh không phải là một đồ vật. Nó thực chất là người phụ nữ trong bức họa của Da Vinci, bà ấy có tên là Mary Magdalene. Theo lời ông thì ly rượu thánh để chỉ người phụ nữ của Chúa Giêsu. Không những vậy, hai người họ còn sinh ra một đứa con gái tên là Sarah trước khi Chúa bị đóng đinh. Điều này trái ngược hoàn toàn với những gì Sophie biết nên cô nhất quyết không tin. Thế nhưng đây lại là sự thật mà những người thuộc dòng tu Saint luôn muốn che giấu. Người nắm giữ bí mật về dòng dõi của Chúa Giêsu đang thao thao bất tuyệt thì trên TV thông báo Robert và Sophie đang bị truy nã. Thấy vậy Tibing hốt hoảng đuổi cả hai ra khỏi nhà. Đến nước này nam chính đành tiết lộ Sophie là cháu gái của Jack. Anh còn đưa ra chiếc hộp giải mã chứng minh cô ấy là truyền nhân của quan án. Những người mang trong mình sứ mệnh bảo vệ chén thánh, nhờ vậy mới có thể thuyết phục được Tibing cho họ ở lại. Cùng lúc đó cảnh sát đã tìm thấy tên quản lý ngân hàng Vernet. Bezo ép hắn bật thiết bị định vị trên xe tải lên, qua đó tìm ra vị trí mà Robert và Sophie đang ẩn trốn. Thế là ông ta lập tức điều động lực lượng đến căn biệt thự của Tibing. Cùng lúc ấy Silas cũng nhận được lệnh của kẻ đứng đầu tìm đến đó. Trong lúc Tibing đang giải mã chiếc hộp thì hắn đã nhân cơ hội tấn công Robert, sau đó dùng súng chĩa thẳng vào đầu Sophia để ép ông giao ra chiếc hộp. Nhưng Tibing nhanh mắt phát hiện ra Silas đang đeo vòng khổ hạnh. Ông ngay lập tức tấn công vào điểm yếu đó khiến hắn nằm đo sàn. Còn Sophie thì lao vào tung đòn khiến tên ác nhân thất đức bất tỉnh nhân sự. Cùng lúc này Bezo cũng tìm đến nơi. Ông ta cho người phá cổng xông vào. Tibing thông qua camera nhìn thấy tất cả nên cho quản gia chuẩn bị máy bay riêng đưa cặp đôi cùng với Silas đến London. Cùng lúc đó tên giám mục biến chất Oringarosa đã thuyết phục giáo hội mua lại chén thánh từ một người tên là thầy giáo Ba. Bởi vì nếu vật này rơi vào tay kẻ khác thì giáo hội sẽ gặp nguy hiểm. Thành công lấy được tiền, hắn liền tức tốc di chuyển đến London theo thỏa thuận với kẻ giữ chén thánh. Trên chuyến bay lúc này Robert và Sophie đang giải mã chiếc hộp. Nhớ lại lời gợi ý mà Jack để lại, Robert đã tìm ra câu đố tiếp theo giấu trong chiếc vỏ da. Nó dẫn tất cả đến một nhà thờ tên là Temple, nơi đặt những bia mộ của các hiệp sĩ đền thánh. Phía bên cảnh sát, Trung úy Bezo đang rất tức giận khi để tuột mất Robert. Khi ấy, ông ta mới dám thú nhận một người của giáo hội Opus Dei đã báo cho ông ta thông tin về một kẻ sát nhân. Hắn đã thú nhận với cha xứ ở tòa Vatican về tội giết người. Và kẻ đó tên là Robert. Vì vậy, Trung úy Bezo đành phải làm theo yêu cầu của giáo hội, liên lạc với cảnh sát Anh Quốc để vây bắt nam chính. Ông ta tưởng rằng mình đánh được một mẻ cá lớn nhưng trong lưới chỉ thấy có mấy con cá lòng tong. Hóa ra Tibing đã đánh lạc hướng giúp Robert và Sophie kịp thời tẩu thoát trước khi cảnh sát đến. Nhưng khi tới được nhà thờ Temple thì tên khốn Silas từ đâu chạy đến dùng dao khống chế Sophie. Người quản gia cũng lộ mặt là tay sai của Oringarosa, cướp lấy chiếc hộp từ tay Robert rồi bắt Tibing làm con tin. Nhân lúc chúng không để ý, cặp đôi đã chớp lấy thời cơ tẩu thoát. Trên đường đi Sophie mượn được một chiếc điện thoại. Từ đó Robert lên Google tra cứu thông tin về chén thánh. Cái tên Alexander Pope hiện ra khiến nam chính nhớ lại Isaac Newton cũng thuộc hội hiệp sĩ đền thánh. Thế là anh liền dẫn theo Sophie tới lăng mộ của nhà bác học đại tài. Phía bên kia tên quản gia tìm đến thầy giáo Ba để giao chiếc hộp giải mã. Khi hắn hớn hở nghĩ rằng mình sắp nhận được một khoản tiền kếch xù thì bất ngờ bị hạ độc thông qua chai rượu của thầy Ba. Tưởng ăn được tiền của thầy mà dễ à, hóa ra trùm cuối chính là Tibing. Từ đầu đến cuối ông ta chỉ giả vờ giả vịt để đánh lừa Robert và Sophie. Tuy nhiên lần này Tibing quyết định sống thật, cầm súng ép bọn họ giải mã chiếc hộp. Không còn cách nào khác, Robert đành phải đứng ra đảm nhận trọng trách này. Thế nhưng suy nghĩ cả buổi trời mà anh vẫn chưa tìm ra đáp án. Bất chợt nam chính ném chiếc hộp lên không trung rồi để nó rơi tự do xuống đất. Tibing thấy vậy vội lao đến nhưng không kịp nữa rồi.
ông ta thất thần nhìn bí mật bị chôn vùi vĩnh viễn. Đúng lúc này, cảnh sát xông vào ra lệnh bắt giữ ông già lắm chiêu này. Thì ra trung úy Bezo sớm nhận ra mình đã bị lừa bởi Oringarosa. Bởi vì thông qua lịch làm việc của tên giám mục biến chất thì chẳng có ai đến xưng tội với ông ta cả. Thế là hắn cùng với ti binh ngay lập tức được bế lên phường uống trà đàm đạo. Còn tên Silas vì muốn cứu người đã bị cảnh sát tiễn lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Cứ tưởng bí mật về chén thánh sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn thì đạo diễn lại bất ngờ quay xe. Thì ra trước đó Robert đã giải được chiếc hộp mật mã và lấy đi cuộn giấy trong đó. Câu đố cuối cùng đưa cả hai đến nhà nguyện Roslyn ở Scotland, nơi đặt lăng mộ của Mary Magdalene và bí mật gia tộc của Chúa Giêsu. Thông qua gia phả thì Robert phát hiện Sophie chính là hậu duệ của Chúa. Đúng lúc này toàn bộ những người thuộc dòng Tussain đều xuất hiện. Giờ đây cô nàng đã có thể trở về mái nhà thực sự của mình. Tối nọ trong lúc đang tắm, Robert chợt nhận ra điều gì đó nên vội chạy đến bảo tàng Louvre. Anh không ngờ rằng nơi đặt lăng mộ thực sự của Mary Magdalene lại nằm chính giữa nơi này và bí mật về chiếc chén thánh có lẽ sẽ được nam chính chôn vùi mãi mãi. Bộ phim đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà!